định danh số nhà và bất động sản thì sắp tới sẽ có một làn sóng cắt lỗ và bán tháo khủng khiếp đặc biệt là những bất động sản của quan chức hay là những cái mua bằng tiền bẩn hoặc là mua bằng hình thức rửa tiền tham ô tham nhũng hiểu đơn giản là mỗi số nhà và mỗi bất động sản được sẽ gắn theo từng người và chỉ cần một thông tin mã số có thể quét ra được tất cả các tài sản giúp cho thị trường minh bạch hơn và hướng tới là sẽ đánh thuế bất động sản thứ hai, thứ ba và tương lai thì mọi thông tin tài sản của một người sẽ được uh, truy quét rất là rõ ràng và không thể giấu được. thì tránh trường hợp những tài sản, những bất động sản mua bằng những nguồn tiền không uh, trong sạch cũng như là những tài sản bỏ hoang sẽ được uh, sắp tới cũng có thể là đánh thuế thì những tài sản của quan chức tham ô tham nhũng thì sắp tới sẽ có một đợt bán tháo khủng khiếp và tránh cái tránh cái hệ lụy mua bất động sản bằng mọi giá và để không đến 5 năm đến 10 năm bỏ hoang, trong khi đó người nghèo thì không có tiền mua nhà, mua bất động sản và đây cũng là một cái cơ hội mà dành cho những cái nhà đầu tư có nhiều tiền mặt để đi săn những cái bất động sản mà giảm sâu mà bán giá dưới giá trị thực và khi đó thì thị trường bất động sản minh bạch hơn và sẽ không có cái tình trạng mà đánh sóng cũng như là um, mua bất chấp bằng mọi giá đẩy thị trường lên